kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 4 năm 2021, tỉnh Ninh Bình được Bộ Y tế phân bổ cho trên 18.000 liều vaccine. Căn cứ vào các nhóm đối tượng đã được rà soát đăng ký, ngành y tế đã phân bổ cho các địa phương khẩn trương tiêm phòng cho các trường hợp ưu tiên theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế. Trong các nhóm đối tượng ưu tiên, có nhóm đối tượng người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền. Đây là nhóm đối tượng dễ tổn thương, bệnh trở nặng nhanh, diễn tiến nguy kịch nếu mắc COVID-19. Chính vì vậy, việc ưu tiên tiêm vaccine cho người cao tuổi là hết sức cần thiết. Theo ghi nhận của phóng viên tại điểm tiêm Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư, trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9, tỷ lệ người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền đến tham gia tiêm chủng tương đối cao. Người dân đến đây ai cũng phấn khởi khi được nhà nước quan tâm chăm lo để bảo vệ sức khỏe trước dịch bệnh COVID-19. Nói chung là hôm nay là cái này cũng được từ trưởng thôn thông báo là các cụ được ưu tiên hôm nay tập trung về đây, là anh em chúng tôi cũng rất là phấn khởi được sự quan tâm của đảng và nhà nước cũng như là của tỉnh, quan tâm đến tất cả bà con từ già đến trẻ, từ người yếu đến người khỏe đều được quan tâm đến. Hôm nay tổ chức tiêm như vậy là tôi thấy là cũng quy củ mà cũng trật tự, đảm bảo được cái quy định của Bộ Y tế. Theo Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư, trong đợt tiêm chủng này, trung tâm triển khai tiêm chủng cho 985 người là các đối tượng người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền, người có công, người nghèo và một số đơn vị trên địa bàn huyện. Trong đó có 400 người thuộc đối tượng người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Chúng tôi vừa là cái đối tượng cao tuổi, vừa là đối tượng người có công. Được cái là nhà nước có cái chủ trương cho tiêm thì thật ra ấy, thì trong cái quan điểm là tiêm để phòng cho mình, phòng cho cộng đồng. Nhưng mà trong tư tưởng ấy, thì đồng bào cũng có người ấy, chưa hiểu, cũng như là ái ngại. Nhưng mà thực tế ấy, thì qua quá trình như là chúng tôi vào theo dõi ấy, từ đầu đến cuối, cái việc tổ chức tiêm thì khác, nói chung ấy, là chú đáo. Rất là yên tâm thôi, để là trước cái phòng cho mình, phòng cho cộng đồng. Cái này cảm ơn những người quan tâm chăm lo của cả nhà nước, đối tượng người cao tuổi, người có công hôm nay được tiêm cái này, tôi thấy là rất yên tâm. Đợt tiêm lần này được triển khai tại hai điểm tiêm là Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư và Trạm Y tế xã Ninh Thắng. Theo Trung tâm Y tế huyện, các đối tượng là người mắc bệnh lý nền và người cao tuổi được ưu tiên đợt này cần được quan tâm bởi phần lớn có liên quan đến các yếu tố thể trạng sức khỏe. Do đó, để bảo đảm công tác an toàn tiêm chủng cho các đối tượng trên, ngay từ khâu khám sàng lọc, các bác sĩ nhân viên y tế đã làm việc rất kỹ lưỡng. Đối với chúng tôi khám sàng lọc đối với những người bệnh lý nền và những người cao tuổi thì thực hiện theo quyết định 4355 ban hành ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế. Thì cái quyết định này nó chỉ rõ ra là các cái đối tượng bệnh nền là những đối tượng mà nên tiêm vaccine COVID-19 càng sớm càng tốt, bởi vì là cái nếu như mà những đối tượng này mà mắc COVID thì cái tỷ lệ tử vong rất là cao. Do đó mà tất cả các trường hợp bệnh nền là sẽ đều được chỉ định tiêm hết, chỉ ngoại trừ những cái trường hợp bệnh nền mà chưa được điều trị ổn định. Ví dụ như là các cái bệnh lý nền như tăng huyết áp mà khi mà đến khám sàng lọc mà hiện tại đo huyết áp tại nơi sàng lọc huyết áp bệnh nhân tăng huyết áp từ độ 3 trở lên thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho đối tượng là về nhà để điều trị huyết áp ổn định, sau đó sẽ tiêm vào trong đợt sau. Hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nền như viêm gan virus mà đang tiến triển thì cũng hướng dẫn cho đối tượng về để điều trị bệnh nền ổn định đã rồi mới tiêm. Còn tất cả các trường hợp mà bệnh lý nền mà đã điều trị ổn định rồi thì chúng tôi đều tiến hành tiêm cho tất cả các cái trường hợp. Chúng tôi đều có hướng dẫn cụ thể cho các cái đối tượng sau khi tiêm thì đều phải ở lại theo dõi tại nơi, tại địa điểm tiêm từ 30 phút đến 1 tiếng, tùy thuộc vào cái tình trạng sức khỏe của từng đối tượng. Sau đó hướng dẫn cho các đối tượng về nhà tự theo dõi, có thể có các cái phản ứng phụ như là sốt nhẹ, đau mỏi người hoặc là đau vị trí nơi tiêm thì hướng dẫn cho họ tự dùng thuốc giảm đau hạ sốt tại nhà. Còn các biểu hiện nặng hơn, ví dụ như là nổi mề đay toàn thân hoặc khó thở thì hướng dẫn cho họ là đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Để đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, Trung tâm Y tế huyện đã lập danh sách phân chia các đối tượng tiêm theo khung thời gian cụ thể, yêu cầu khi đi tiêm phải tuân thủ tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch.
Đồng thời, để đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, Trung tâm Y tế huyện đã triển khai các biện pháp thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bố trí điểm tiêm theo quy tắc một chiều, từ bàn đón tiếp, hướng dẫn, tư vấn trước tiêm, bàn khám sàng lọc đến bàn tiêm. Ngoài ra, trung tâm cũng đảm bảo đầy đủ nhân lực trong việc hướng dẫn, tiếp đón, khám sàng lọc, tư vấn, thực hiện tiêm và theo dõi sau tiêm theo quy định, đảm bảo an toàn trong các ngày tiêm. Đến nay, tiêm vaccine vẫn là biện pháp hiệu quả nhất trong phòng chống dịch COVID-19, giúp người mắc bệnh giảm nhẹ triệu chứng và nguy cơ tử vong. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành y tế, người dân trong tỉnh đều yên tâm phấn khởi tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19.